Nào, tiếp theo ta thực hiện cái view tiếp theo. Ta sử dụng V3.4 đi. Data binding với data binding này. Với Java bin đúng không? Ok. Đấy, thì chúng ta còn có một cách nữa là sử dụng Java bin thì ta sử dụng như thế nào? Đúng không? Thế thì bây giờ bạn quay đến đây. Chúng ta sẽ định nghĩa thêm một lớp nữa nhỉ. Định nghĩa thêm một lớp nữa để cái lớp đấy trở thành là cái Java bin đúng không? Nhưng mà cái lớp đấy thì chúng ta sẽ định nghĩa như thế nào? Ta định nghĩa một lớp tên là Major. Đây ta sẽ thêm vào đây. Định nghĩa thêm một lớp nữa, class này. Thì là Major. Rồi, chúng ta sẽ có hai cái. Ví dụ như là chúng ta sẽ định nghĩa là private. String ID nha, private string name. Rồi. Và ta cũng thực hiện cái suộc này, sử dụng fill này. Ok, suộc này. Ok, và suộc tiếp getter setter. Rồi, như vậy chúng ta đã định nghĩa xong một cái Java bin. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cái định nghĩa một cái hàm ở trong cái phần này. Thì thay vì chúng ta định nghĩa Java 1 ở cái này thì ta copy cái này đúng không? Ta định nghĩa là major. S đi, có chữ S rồi nhé. Get major. Rồi. Thế ở đây ta thay vì chúng ta dùng cái đấy, ta dùng cái này là ma là chúng ta dùng một cái là list. Rồi, list này ta sẽ ghi là major. Đấy, ok. List major, và đương nhiên chỗ này chúng ta sẽ không định nghĩa như trên nữa, mà ta sẽ ghi là list major. Rồi. Ok, list major thì bằng new array list đúng không? Rồi, ok. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng là cái s, không dùng put nữa. S thôi đúng không? New mà do đấy chuyển hai tham số vào. Ok, add new mà do đấy. Rồi, ok, cuối cùng là return cái tên là mà do đúng không? Rồi thì cái này nó là mà do. Thế thì bây giờ chúng ta cũng thực hiện một cái nào, bây giờ ta xong này đi, ta quay trở về phần list đi, ta sẽ định nghĩa một cái khác. Thế thì cái này chúng ta có thể dùng là một cái, có thể là đây br nhé. Rồi chúng ta sẽ dùng một cái là form select path nhỉ. Đấy, path là ma gì, ma do. Ok, thế còn cái nữa là item đúng không? Item như vừa rồi thôi, thì chúng ta sẽ sử dụng đô la cái này và ghi là ma gì, ma do. Copy nhé cho nó đỡ
bị mà do có chữ S này nhé. Đây. Ok. Mà do. Đồng thời ta phải thêm một cái nữa. Đấy là item label thì bằng name đi. Tiếp theo item value thì bằng ID. Ok. Đấy, cái chỗ net đi. Chúng ta chạy thử nhá, xem nó có lấy đúng cái này không. Rồi. Bỏ vào đây. Enter. Đấy, bỏ thêm cái này. Ok, cái này cũng được, hoặc cái này cũng được. Như vậy chúng ta đã vừa thực hiện xong cái việc là chúng ta sử dụng cái data binding với Java Bean, đúng không nhỉ? Thì cái Java Bean đây cụ thể chính là ta định nghĩa một cái tên là Major, là một cái Java Bean, và ta sẽ truyền cái Java Bean đấy thông qua cái model attribute này nhé. Cái này thì bạn có thể add cứng vào này, còn cái này bạn định nghĩa theo một dạng Java Bean và ta trả về cái Java Bean đấy chính là Major. Rồi ok, như vậy là chúng ta đã thực hiện xong cái bài tập này. Rồi, ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi.